Hello hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Johnny Supercar Vlog. Hôm nay thì Johnny rất vui đã được gặp lại các bạn trong chuyên mục Thánh Địa Siêu Xe. Hôm nay có gì? Vâng, như các bạn đã quan sát ngay phía sau mình, ngay phía sau mình là hai siêu phẩm Rolls-Royce Phantom và Rolls-Royce Cullinan, hai chiếc SUV siêu sang và sedan siêu sang đến từ Anh Quốc các bạn nhé. Đây các bạn thể quan sát này, hai siêu phẩm luôn. Tuy nhiên chưa dừng lại ở đó các bạn nhé, Thánh Địa Siêu Xe hôm nay còn rất nhiều những mẫu xe đáng chú ý khác mà chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá ngay bây giờ các bạn nhé. Vâng, ôi ôi, choáng ngợp luôn các bạn ơi. Ôi, nhìn góc này các bạn có thấy là chiếc Phantom nó cao gần bằng chiếc Cullinan luôn. Đây là chiếc Rolls-Royce Phantom Series 1 với ngoại thất màu xanh và kết hợp với một số cái chi tiết màu cam ở trên nóc xe. Đây là chất liệu đề can. Đó, ôi. Nội thất bên trong cũng được bọc lại da màu da bò và màu cam các bạn nhé. Tông sẹt tông luôn. Ôi, ôi, ôi. Gọi là hiếm khi luôn, hiếm khi chúng ta mới được chiêm ngưỡng một chiếc Rolls-Royce Cullinan và một chiếc Rolls-Royce Phantom đỗ với nhau trên Thánh Địa Siêu Xe, cũng như tại Việt Nam luôn, chứ không cần chỉ nói gì đâu các bạn nhé. Chiếc Rolls-Royce Phantom, wow, cũng đã được độ mâm luôn, có đường cốt lai và đã được dán đề can hai màu này, được độ mâm này. Đây là mâm độ, không phải là mâm zin các bạn nhé. Wow, quá đẹp luôn. Đây là chiếc Phantom siêu dài luôn, chiếc sedan siêu dài, siêu to. Còn ngay phía sau là chiếc Rolls-Royce Cullinan, chiếc SUV siêu sang, siêu đẳng cấp và đang bán cực kỳ chạy trên toàn thế giới. Ngay ở Việt Nam cũng đã có hơn 10 chiếc được đưa về rồi các bạn nhé. Hơn 10 chiếc được đưa về rồi. Ngoại thất màu trắng. Đây là chiếc Rolls-Royce Cullinan có ngoại thất màu trắng, nội thất màu trắng mà mình đã từng review cho các bạn tại Sơn Tùng Auto. Chiếc này thì được Sơn Tùng Auto nhập về cách đây vài tháng. Đó các bạn nhớ, quá đẹp luôn. Chiếc này màu trắng. Điện mấy hôm nay mưa thì nó hơi bẩn một chút. Đó các bạn chỉ quan sát này, chiếc Rolls-Royce Cullinan, ngoại thất màu trắng, nội thất màu trắng, nội thất bên trong màu trắng cực kỳ đỉnh cao luôn. Rồi chúng ta sẽ cùng đi lên trên kia, chúng ta sẽ còn những gì nữa. Wow wow wow, một chút nữa nếu mà còn thời gian thì mình sẽ quay. Mình sợ những chiếc khác nó đi về mất. Đó, một chiếc Cullinan. Còn trên này chúng ta còn một chiếc nữa. Một chiếc Cullinan nữa các bạn nhé. Một chiếc Rolls-Royce Cullinan nữa. Đó, chỉ trong một góc phố thôi chúng ta đã có đến hai chiếc Rolls-Royce Cullinan. Wow, lại một chiếc Cullinan nữa đây các bạn ơi. Chiếc Cullinan màu đen. Wow. Quá là khủng khiếp luôn các bạn. Đây một chiếc Cullinan, dưới kia một chiếc Phantom và một chiếc Cullinan nữa. Ba chiếc Rolls-Royce, ba chiếc xe siêu sang đến từ Anh Quốc các bạn nhé. Quá là đẳng cấp luôn này. Đây, chiếc Rolls-Royce Phantom, à Rolls-Royce Cullinan. Và phải nói là đỉnh cao luôn, đỉnh của đỉnh luôn các bạn. Nãy thì có chiếc 720S màu vàng nữa ở đây. Tuy nhiên thì xe đã di chuyển mất rồi. Không rõ là xe di chuyển đi đâu. Cùng với một chiếc Bentley Mulsanne nữa. Không biết là xe đã di chuyển đi đâu rồi. Trên này thì có một chiếc Audi A8L. Đây có một chiếc Audi A8L đang đỗ tại sảnh khách sạn ở Metropole các bạn. Đó. Quá là đẳng cấp luôn. Còn một chiếc SUV cũng siêu sang khác, cũng đến từ Anh Quốc, đang đỗ tại Thánh Địa Siêu Xe. Hôm nay thì nó lại thành Thánh Địa Siêu Sang rồi các bạn ạ. Chiếc này cũng có hai tông màu đấy các bạn, dưới đen và trên là nóc màu vàng. Đây chính là cái logo. Rồi, cơ V12 6.75 lít, kêu hơi to các bạn nhỉ. Đó, viên kim cương đen lớn nhất thế giới. Đẳng cấp luôn. Đẹp luôn. Đây là chiếc Audi A5 Sportback. Hơi bẩn một chút các bạn nhỉ. Để hơi bẩn một chút. Đây chúng ta sẽ đi xuống góc dưới này, sẽ còn những cái mẫu xe đáng chú ý nào các bạn nhé. Đó, chiếc Rolls-Royce Phantom và chiếc Rolls-Royce Cullinan đỗ ở kia. Wow, ở đây chúng ta có một chiếc
SV Autobiography, một chiếc Range Rover SV Autobiography 2 tông màu, trên đen dưới xám, và đã được chủ nhân độ mâm các bạn nhé. Đó, đã được chủ nhân độ mâm. Chiếc này cũng đã từng xuất hiện trong một số cái video vlog của mình rồi. Range Rover SV Autobiography phiên bản chủ cơ sở dài Long Railway. Chiếc này thì nó quá là nổi tiếng, quá sang trọng và quá là đẳng cấp rồi. Bên này chúng ta có một chiếc Volvo XC60 màu xám. XC60 màu xám mới, khá là mới đó các bạn. Màu xám giống cái phần dưới của chiếc SV này, giống phần dưới của chiếc SV này. Vẫn là những chiếc 7 series của khách sạn Metropole. Đây chúng ta có một chiếc Mạc E, một chiếc Beam 5 series phiên bản GT. Đây có một chiếc Lexus GX460 đời 2020. Wow, nội thất bên trong bọc da màu xanh, xanh rất đẹp luôn nhé. Đây là phần đầu của chiếc Lexus GX460 đời mới với lưới tản nhiệt mới. Đó, GLC mới. Đó, hết những mẫu xe đang chú ý ở ví này rồi. Đó, các bạn thấy quan sát một góc thôi, chúng ta đã có rất nhiều những chiếc xe sang, siêu sang rồi. Có chiếc 720S thì không biết nó chạy đi đâu rồi. Có lẽ là lấy lên chỗ anh Tùng Vàng rồi. Quá dã man các bạn. Quay lướt lại những chiếc xe đang có mặt ở đây các bạn nhé. SV 2 màu, XC60 Toyota Vios thần thánh. Vios thần thánh luôn nhá. Mercedes C-Class. Và đẳng cấp nhất vẫn là, đẳng cấp nhất vẫn là cặp đôi Rolls Royce Phantom và Cullinan. Quá là đẳng cấp luôn. Một chiếc Phantom và một chiếc Cullinan. Đây là chiếc Cullinan màu trắng. Nội thất trắng, ngoại thất trắng. Chiếc này mình nhớ không nhầm là chủ xe là một người Thái Nguyên, định cư tại Hà Nội. Để chiêm ngưỡng này. Quá dã man luôn. Chiếc siêu sang, super siêu sang.